Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng bóng đá giờ chót MU ngày hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2024, cùng kênh Kim Thanh Vlog. Real Madrid nhắm sao trẻ MU, biến đỗ tiềm năng của Anthony Martial, lời hứa gió bay tại nhà hát của những giấc mơ của Ten Hag. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng bóng đá giờ chót MU ngày hôm nay cùng kênh Kim Thanh Vlog thưa quý vị. Biến đỗ tiềm năng của Anthony Martial sau khi rời MU. Anthony Martial là một cầu thủ triển vọng khi anh mới đến Manchester United, có trận ra mắt ấn tượng trong chiến thắng 3-1 của Quỷ Đỏ trước Liverpool vào tháng 9 năm 2015. Tuy nhiên, trong 8 mùa giải tiếp theo, tên tuổi của Martial đã giảm khá nhiều. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè và cầu thủ 28 tuổi này sẽ rời Old Trafford theo dạng tự do. Mức lương cao và chấn thương thường xuyên khiến anh không còn hấp dẫn đối với nhiều câu lạc bộ và thời gian để anh tìm một ngôi nhà mới không còn nhiều. Các điểm đến tiềm năng của Anthony Martial bao gồm Saudi Pro League, Marseille, Lyon, Fenerbahce, Inter Milan. Lời hứa gió bay tại nhà hát của những giấc mơ. Đội chủ sân Old Trafford ngày càng thụt lùi so với các đối thủ cạnh tranh ở xứ sở sương mù. Đã có những niềm hy vọng lớn lao trong mùa giải đầu tiên Erik ten Hag nắm quyền tại Man U. Theo đó, Quỷ Đỏ về thứ ba ở Premier League và vô địch League Cup. Tuy nhiên, mọi thứ dần trở nên tệ hại ở mùa giải này. Người hâm mộ Man U đi từ nỗi thất vọng này đến nỗi thất vọng khác và chưa có dấu hiệu dừng lại. Khi mới lên nắm quyền dẫn dắt Man U, Erik ten Hag muốn kết thúc thời thống trị của Man City và Liverpool. Ông khẳng định cả Liverpool và Man City chơi thứ bóng đá thực sự phi thường. Nhưng thời đại nào rồi cũng sẽ kết thúc và tôi đang chờ đợi được thách thức họ. Dù vậy, câu lạc bộ chủ sân Old Trafford chưa bao giờ cho cảm giác họ có thể bắt kịp Man City lẫn Liverpool. Họ là đội duy nhất trong nhóm top 6 thua cả hai trận với Man City. Quỷ Đỏ bị hai kình địch bỏ lại ở khoảng cách khá xa. Lúc này, Man U kém lần lượt Man City và Liverpool 21 và 22 điểm trên bảng xếp hạng Premier League. Trong quãng thời gian 2 năm qua, không phải Man U mà chính Arsenal mới là đội bóng phát triển mạnh mẽ nhất. Pháo thủ cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch hai mùa liên tiếp và đang có cơ hội rất lớn chạm tay vào danh hiệu Premier League. Ngược lại, những trận đấu của Quỷ Đỏ cho cảm giác tùy hứng. Họ có thể chơi bùng nổ nhất thời, nhưng sự ổn định là điều xa xỉ. Bằng chứng là Man U sớm bị loại ở vòng bảng Champions League và gần như hết cơ hội chen chân vào top 4 Premier League mùa này. Mọi thứ đang quá khó khăn và Ten Hag có nguy cơ bị sa thải. Real Madrid nhắm sao trẻ MU. Theo Sky Sports cho biết, Real Madrid đang để mắt tới Minor của Manchester United. Tiền vệ trẻ tuổi này đã có một mùa giải đột phá tại ngoại hạng Anh và điều đó giúp anh ta lọt vào mắt xanh của những đội bóng hàng đầu. Gã khổng lồ Tây Ban Nha phải thay thế những cái tên sắp giải nghệ như Luka Modric hay Toni Kroos. Mặc dù họ không thiếu sự lựa chọn, bao gồm Bellingham, Eduardo Camavinga, Cho Umeni và Valverde, nhưng sức hấp dẫn mà Minor đang tạo ra thật sự không thể chối từ. Có thông tin cho rằng Real đang cố gắng ký hợp đồng với một tiền vệ trẻ vào mùa hè này. Họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình của Minor. Thậm chí chủ tịch Real Laurentino Perez còn nhấn mạnh rằng đây là một bản hợp đồng thú vị. RB Leipzig khiến MU, Arsenal choáng váng. Theo nguồn tin từ Bild, đội bóng nước Đức định giá rất cao cho tiền đạo chủ lực của họ. Loïc Sopen ra rời Lens vào mùa hè năm ngoái sau khi giúp đội bóng Pháp giành quyền tham dự Champions League với vị trí thứ hai ở Ligue 1. Anh đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng hàng đầu Premier League nhưng quyết định chọn RB Leipzig làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng sớm chứng minh giá trị. Sau 39 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh ghi đến 25 bàn thắng và đóng góp thêm 6 kiến tạo cho đội bóng nước Đức với màn trình diễn ấn tượng, không ngạc nhiên khi Open ra nhận về sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ lớn. Thời gian qua đã xuất hiện không ít đồn đoán cho rằng Man U và Arsenal đều lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao người Bỉ. Tuy nhiên, bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ Openza đều phải chi ra con số khổng lồ, bởi theo Bild, Leipzig định giá chân sút chủ lực lên đến 100 triệu bảng. Nếu chờ đợi đến mùa giải năm sau, họ có thể kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 80 triệu euro của cựu ngôi sao Lens. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. MU nhắm huấn luyện viên thay Ten Hag. Theo truyền thông Italia, Man U đang nhắm tới việc chiêu mộ huấn luyện viên người Ý Thiago Motta cho việc kế nhiệm Erik ten Hag. Man U và Juventus đang cạnh tranh để ký hợp đồng với Motta. Hợp đồng hiện tại của Motta tại Bologna sẽ hết hạn vào tháng 6 và Rover đang nghĩ đến việc chiêu mộ ông để thay thế Max Allegri. Chia tay Romelu Lukaku. Theo thông báo chính thức được phát đi, Man United chia tay giám đốc bóng đá Romelu Lukaku sau 10 năm đầy biến động với Quỷ Đỏ. Sự ra đi của ông đã được dự đoán từ trước. Được biết, Man United hy vọng sẽ thay thế Lukaku bằng Jan Aquoc, người làm ở vị trí tương tự tại Newcastle United trước khi nghỉ việc thời gian trước. Real trở lại vụ Greenwood. Theo các báo cáo từ Tây Ban Nha, Real Madrid hiện đã quay trở lại với thương vụ chiêu mộ Mason Greenwood. Tuy nhiên, Los Blancos sẽ không chấp nhận mức phí 50 triệu euro mà MU yêu cầu trước đó, mà họ sẽ gửi lời đề nghị hợp lý khác. Edeun Watt đảm nhận công việc về bóng đá đầu tiên sau khi rời MU. Edeun Watt đã dành một thập kỷ
làm phó chủ tịch điều hành của Manchester United và giờ đây ông đã quay trở lại vai trò liên quan đến bóng đá. Woodward đã được bổ nhiệm vào ban quản trị của quỹ bóng đá Bloomsbury. Tổ chức từ thiện có trụ sở tại London này có mục đích mang lại khả năng tiếp cận bóng đá cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khác nhau. Quỹ được thành lập vào năm 2018 và hiện đang giúp đỡ 5.000 thanh thiếu niên. Tổng cộng, Woodward đã dành 16 năm ở Old Trafford sau khi giúp gia đình Glazer trong việc tiếp quản MU. Điều đáng buồn với người hâm mộ Quỷ Đỏ là nhà Glazer vẫn ở lại Man United. Woodward đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau kể từ khi kết thúc ở Manchester. Woodward đã làm việc cho một công ty thể thao và một công ty thể thao điện tử, nhưng vai trò mới này liên quan đến bóng đá nhiều hơn những công việc đó. Một tuyên bố từ tổ chức có nội dung với việc ED tham gia hội đồng quản trị của chúng tôi, ông ấy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho đội khi chúng tôi hướng tới mục tiêu thu hút 20.000 thanh niên ở London ra sân vào năm 2028. Anthony bỏ ngỏ. Hiện tại, tương lai của Anthony vẫn là dấu hỏi lớn và có liên quan mật thiết đến Ten Hag. Báo chí Hà Lan tin rằng việc huấn luyện viên 53 tuổi có còn làm việc tại MU nữa hay không sẽ liên quan trực tiếp đến tương lai của Anthony tại Old Trafford. Varane hết cơ hội. Theo Men, Rafael Varane sẽ không còn cơ hội chơi tại Man United trong mùa giải mới nữa khi mà ông chủ Sir Jim bắt đầu công cuộc đại tu nhân sự và lực lượng tại Old Trafford. Amrabat không ở lại. Theo Football Insider, Amrabat sẽ không còn cơ hội thể hiện mình sau một mùa giải cho mượn đáng thất vọng. Tiền vệ người Maroc sẽ trở về Fiorentina sau khi hợp đồng mượn đáo hạn hè 2024 này. Chia tay hàng loạt trung vệ, Men cũng khẳng định rằng chỉ có Lisandro Martinez và Willy Camara được đảm bảo tương lai tại Quỷ Đỏ, còn những trung vệ khác như Johnny Evans, Harry, Victor Lindelof đều sẽ phải khăn gói ra đi. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá giờ chót MU ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.